trận chiến hoành tráng giữa các vị thần quyền năng Typhon và Hera. Phong cảnh rộng lớn trải dài từ xa, với những ngọn núi cao chót vót và những khu rừng rậm rạp làm nền cho cuộc đấu tranh hoành tráng. Ở trung tâm khung cảnh, Typhon, một nhân vật quái dị với nhiều đầu và thân hình rắn chắc, đụng độ quyết liệt với Hera, nữ hoàng uy nghi của Olympus. Kích thước khổng lồ của anh ta khiến mọi thứ xung quanh trở nên nhỏ bé khi anh ta giơ đôi tay đầy móng vuốt của mình lên trời, giải phóng một dòng lửa và tro bụi lên cô. Cuộc chiến giữa Typhon và Hera là một trong những sự kiện quan trọng trong thần thoại Hy Lạp, đặc biệt là trong việc bảo vệ Olympus khỏi thế lực đen tối. Typhon, con quái vật khổng lồ và mạnh mẽ, được tạo ra từ sự hỗn động của Tartarus, đã đe dọa đến sự an bình của thế giới thần thoại. Hera, với vị thế là nữ thần của gia đình và Olympus, đã đứng lên để đối mặt với Typhon. Mặc dù Hera thường được biết đến với sự thông minh và chiến lược hơn là sức mạnh vật lý, nhưng bà đã quyết định đối đầu với Typhon để bảo vệ vương quốc của mình. Giai thoại về nữ thần Hera, vợ của thần tối cao Zeus, là một câu chuyện phức tạp và đầy những biến cố, đánh dấu cuộc đời của bà bằng sự đau khổ và quyền lực. Hera được coi là nữ thần bảo vệ hôn nhân và gia đình, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều thách thức và thử thách. Nguyên gốc của Hera, Hera xuất thân từ gia tộc Titan, những thực thể mạnh mẽ và nguyên thủy. Khi Zeus, thần tối cao và anh trai của Hera, chiếm đoạt ngai vàng từ tay cha Uranus, Hera đã trở thành vị thần nữ quyền lực và uyên bác. Tình yêu giữa Zeus và Hera được coi là biểu tượng của sự hòa hợp và quyền lực trong thế giới thần thoại Hy Lạp. Thử thách trong hôn nhân, cuộc đời Hera không tránh khỏi những thử thách và nổi loạn. Bà phải đối mặt với sự trừng phạt của Zeus do những mối quan hệ ngoại tình của ông, nhưng Hera không bao giờ từ bỏ vai trò của mình như một người bảo vệ hôn nhân. Nổi tiếng nhất có lẽ là cuộc tranh chấp với Heracles, Hercules, con trai ngoại tình của Zeus với Alcmena. Hera nỗ lực đối phó với sự xuất hiện của Heracles bằng cách gửi đến ông một loạt các thử thách khó khăn và gian khổ. Tuy nhiên, dưới vẻ ngoài của một người phụ nữ mạnh mẽ và không khoan nhượng, Hera cũng là người phụ nữ yêu đương và trải qua những thăng trầm tình cảm. Một số câu chuyện kể về cuộc tình giữa Hera và Zeus, trong đó có những khoảnh khắc ngọt ngào và lãng mạn. Nữ thần Hera không chỉ nổi tiếng với tình yêu và ghen tuông mà còn là một vị thần bảo vệ trung thành, đặt lợi ích gia đình lên trên hết. Câu chuyện xoay quanh cuộc đời của Hera là một bức tranh đầy màu sắc về quyền lực, tình yêu và sự hy sinh. Bằng cách này, giai thoại về Hera không chỉ là một phần quan trọng của thần thoại Hy Lạp mà còn là nguồn cảm hứng vô tận về cuộc sống và con người. Giai thoại về nữ thần Hera là một trong những câu chuyện phức tạp và đầy màu sắc trong thần thoại Hy Lạp. Hera, vị nữ thần của hôn nhân và gia đình, đã trải qua một cuộc đời đầy thử thách và biến cố. Nguồn gốc của bà có nguồn cảm hứng từ những truyền thuyết khác nhau, nhưng nói chung được liên kết với sự ra đời của Hera từ cha trời Cronus và mẹ đất Rhi, hai vị thần mai mở nhất trong thần thoại Hy Lạp. Hera đã trở thành vị thần quan trọng khi cô kết hôn với Zeus, vị thần tối cao và vị chúa tể của trời. Tuy nhiên, cuộc đời của Hera không hề êm đềm, mà đầy rẫy những thử thách và trắc trở. Ngay từ những ngày đầu, Hera đã phải đối mặt với sự ghen tị và phản bội của chồng mình, Zeus. Ông ta thường xâm phạm hôn nhân của mình, gây ra nhiều đau khổ và nghiệt ngã cho Hera. Cuộc đối đầu với Heracles, một trong những câu chuyện nổi tiếng xoay quanh Hera là về việc cô bảo vệ hôn nhân và trừng phạt những phụ nữ mà Zeus quan hệ mặn nồng. Cuộc sống của Hera trở nên phức tạp khi cô phải làm mẹ của Ares, vị thần chiến tranh, người thường mang theo những cuộc chiến đẫm máu. Đồng thời, Hera cũng là người mẹ đặc biệt của Hephaestus, vị thần lửa và thợ rèn, người đã bị Hera đuổi khỏi đỉnh núi Olympus vì ngoại hình không bình thường. Hình tượng phức tạp, mặc dù Hera thường được mô tả như là người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường và trung thành với gia đình, nhưng cô cũng trải qua nhiều thương tổn. Cuộc đời Hera không chỉ là những góc tối, mà còn là những khoảnh khắc của tình mẫu tử và lòng trắc ẩn sâu thẳm. Câu chuyện về Hera là một bức tranh phức tạp về tình yêu, đau khổ và sức mạnh nữ quyền trong thần thoại Hy Lạp, làm nổi bật vị thần quan trọng này trong hệ thống các vị thần trên đỉnh núi Olympus. Cuộc đối đầu với Typhon, giai thoại về nữ thần Hera không chỉ xoay quanh cuộc sống hôn nhân và gia đình, mà còn kể về những cuộc đối đầu quan trọng của bà trong việc bảo vệ Olympus.
Trận chiến với Typhon, con quái vật khổng lồ và đen tối, là một trong những sự kiện quan trọng nhất. Trong cuộc đối đầu này, Hera không chỉ thể hiện sức mạnh vật lý mà còn đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của các vị thần. Mẹ của Ares và Hephaestus, cuộc sống của Hera không chỉ đầy màu sắc trong các mối quan hệ vợ chồng mà còn qua vai trò làm mẹ. Hera là mẹ của Ares, vị thần chiến tranh, người đưa đến những khía cạnh khác nhau của cuộc sống thần thoại. Đồng thời, Hera cũng là người mẹ của Hephaestus, vị thần lửa và thợ rèn giỏi nghệ. Mặc dù Hera có những khó khăn với ngoại hình của Hephaestus, tình mẫu tử của bà vẫn hiển nhiên. Tình yêu và ghen tuông. Mặc dù Hera là nữ thần của hôn nhân, tình yêu và ghen tuông luôn đi kèm. Cuộc đời Hera đầy rẫy những biến cố và thử thách tình cảm, nhưng cô vẫn giữ vững vai trò của mình. Những khoảnh khắc ngọt ngào giữa Hera và Zeus cũng là một phần quan trọng của câu chuyện, thể hiện sự đa chiều của tình yêu và hôn nhân. Sự trung thực và lòng trung thành. Cuộc sống của Hera không chỉ là về tình yêu và ghen tuông mà còn về sự trung thành. Bất kể những khó khăn nào, Hera luôn bảo vệ gia đình và Olympus. Sự trung thành của bà không chỉ là với Zeus mà còn là với các vị thần khác và với sứ mệnh của mình trong việc giữ vững trật tự và hòa bình. Giai thoại về nữ thần Hera là một câu chuyện đầy màu sắc, phản ánh sự phức tạp và đa chiều của nhân vật này trong cuộc sống thần thoại. Hera, vợ của thần tối cao Zeus, xuất hiện như một biểu tượng của vẻ đẹp và quyền lực, nhưng cũng đối mặt với nhiều thử thách và bi kịch trong cuộc sống. Cuộc đời của Hera là một hành trình từ sự ganh tị đến lòng trung thành, từ cuộc sống hôn nhân phức tạp đến những chiến thắng trước thế lực tối ác. Giai thoại về Hera không chỉ là một câu chuyện thần thoại, mà còn là nguồn cảm hứng về sức mạnh, lòng trung thành và ý chí kiên cường. Trong thế giới đầy mênh mông của thần thoại Hy Lạp, Hera nổi bật như một nguồn động viên cho những ai đang đối mặt với những thách thức và khó khăn trong cuộc sống. Cuộc đời của Hera là một bức tranh tuyệt vời, kể về tình yêu, đau khổ và sức mạnh phụ nữ trong thế giới thần thoại đầy mênh mông và phức tạp.